Bệnh lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, cướp đi sinh mạng của hơn 1,5 triệu người mỗi năm. Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao cao với 169.000 người mắc bệnh lao và 12.000 người tử vong do lao trong năm 2021. Bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Lao là một bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn lao gây ra. Bệnh lao có thể gặp ở tất cả các bộ phận của cơ thể, trong đó lao phổi là thể lao phổ biến nhất, chiếm hơn 80% tổng số ca bệnh. Bệnh lao lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi hoặc nói lớn tiếng. Bệnh lao có thể phòng ngừa và chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị đúng cách. Bệnh lao thường có hai loại chính bao gồm: nhiễm lao tiềm ẩn là tình trạng vi khuẩn lao có thể sống trong cơ thể mà không làm cho bạn bị mắc bệnh. Khi bạn hít phải vi khuẩn lao trong không khí, cơ thể sẽ sinh ra những phản ứng để chống lại những vi khuẩn này, ngăn không cho chúng phát triển. Những người bị nhiễm lao tiềm ẩn thường không cảm thấy có bất kỳ triệu chứng nào và không thể truyền vi khuẩn lao sang cho người khác. Loại thứ hai là bệnh lao. Nếu vi khuẩn lao trở nên hoạt động mạnh mẽ trong cơ thể và nhân lên nhanh chóng, người bệnh sẽ chuyển từ bị nhiễm lao tiềm ẩn sang bị bệnh lao. Khi bị bệnh lao, bạn rất dễ sẽ lây sang cho người khác. Vì lý do này, những người bị nhiễm lao tiềm ẩn thường được chỉ định điều trị để ngăn ngừa phát triển bệnh lao. Cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thu Anh, giáo sư về y tế công cộng tại Đại học Sydney, giám đốc Viện Nghiên cứu Y khoa Wilcox tại Việt Nam, để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Sẽ có đầu tiên là cái giai đoạn nhiễm, thì vi khuẩn lao nằm ở trong hạch bạch huyết và nằm ngủ ở đấy. Người bệnh sẽ lúc đấy chưa trở thành bệnh, chưa gọi là người bệnh mà là người khỏe mạnh mang theo vi khuẩn, không hề có bất cứ một triệu chứng, một biểu hiện gì. Vi khuẩn lao cũng không gây ảnh hưởng gì đến cơ thể của chúng ta. Và đến một ngày đẹp trời nào đó mà vi khuẩn lao thức dậy, vi khuẩn lao bị kích hoạt có thể gây ra bệnh. Thì thông thường là cứ có 5 người, 4 người sẽ bị mắc bệnh lao ở phổi và 1 người sẽ bị mắc bệnh lao ở các cơ quan khác, có thể là ở xương khớp, ở màng não. Lao hạch cũng rất là phổ biến và cá biệt có một số người bị lao ở các bộ phận sinh dục, ví dụ như là lao ở tử cung chẳng hạn, hoặc là lao vú. Thì đấy là những cái trường hợp lao mà tương đối là nặng. Khi mà bị bệnh lao thì nếu không được chữa trị thì dần dần sức khỏe của người bệnh lao sẽ rất là suy yếu, suy kiệt và có thể tử vong vì suy kiệt. Dạ vâng, vậy thì có những đối tượng nào có nguy cơ cao nhiễm bệnh lao ạ? Vâng, ai cũng có thể bị mắc bệnh lao, bởi vì là lao lây qua đường không khí, chúng ta chỉ cần hít phải vi khuẩn là bị mắc bệnh lao. Nhưng có một số người dễ bị mắc bệnh lao hơn. Thứ nhất là những người sống cùng hộ gia đình hoặc là làm việc gần gũi với cả những người bệnh nhân lao mà không hề biết người đấy bị bệnh lao, không hề đeo khẩu trang và người bệnh lao cũng không được chữa trị kịp thời thì có thể bị lây vi khuẩn lao từ đó. Hoặc là những người mà có hệ miễn dịch suy giảm như là người bị nhiễm HIV hoặc là những người bị tiểu đường, những người ghép tạng thì cơ thể cũng hệ miễn dịch không tốt, cho nên khi nhiễm vi khuẩn lao thì có thể bị bệnh lao. Nguyên nhân chính gây ra bệnh lao là do vi khuẩn lao lây từ người sang người thông qua các giọt cực nhỏ phát tán vào không khí. Sau khi xâm nhập vào cơ thể người, vi khuẩn lao không hoạt động ngay lập tức mà nó sẽ ở trong trạng thái ngủ. Đây chính là giai đoạn ủ bệnh. Hầu hết giai đoạn này không xuất hiện bất cứ triệu chứng nào và không lây bệnh sang cho người khác. Tuy nhiên khi làm xét nghiệm, người bệnh vẫn có thể nhận được kết quả dương tính với vi khuẩn lao mặc dù không có dấu hiệu của bệnh. Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời ngay từ giai đoạn này, nguy cơ mắc bệnh lao sẽ giảm đáng kể. Vi khuẩn gây bệnh thường không hoạt động ngay mà sẽ chờ cho tới khi hệ thống miễn dịch của cơ thể yếu đi và không còn đủ sức để chống cự lại. Đặc biệt là ở người già và những người bị nhiễm HIV, điều này cũng có nghĩa là thời gian ủ bệnh của mỗi người sẽ khác nhau. Một khi vi khuẩn đã hoạt động, chúng sẽ phát triển từ phổi theo máu đi sang các cơ quan khác của cơ thể. Khi mắc bệnh lao, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như ho kéo dài trên 2 tuần, ho khan, ho có đờm, ho ra máu. Đây là triệu chứng nghi lao quan trọng nhất. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp một số triệu chứng thường gặp khác về sút, kém ăn, mệt mỏi, sốt nhẹ về chiều, da mồ hôi trộm ban đêm, đau ngực, đôi khi khó thở. Nhiễm lao tiềm ẩn thì hoàn toàn không có bất cứ một triệu chứng gì. Chúng ta không thể nào mà nhận biết được bằng cách là hỏi thông qua triệu chứng, xét nghiệm máu hoặc là xét nghiệm máu thông thường hoặc là chụp phim X-quang hoặc là siêu âm đều không phát hiện được. Hiện nay chỉ có một cái hai cái kỹ thuật để xét nghiệm ở tại Việt Nam, đấy là cái kỹ thuật xét nghiệm gọi là IGRA hoặc là xét nghiệm măng tu, là tiêm một cái chất vào trong da để xem cái phản ứng miễn dịch đối với những cái chất đấy như thế nào. Và tùy vào cái kết quả xét nghiệm thì ví dụ kết quả xét nghiệm dương tính tức là người đấy bị nhiễm lao tiềm ẩn. Và hiện nay có một con số rất là giật mình là ở Việt Nam thì 1/3 dân số bị nhiễm lao tiềm ẩn, tức là cứ
có hai người xung quanh tôi cộng với tôi thì sẽ có một người bị nhiễm lao tiềm ẩn. Khi mà một người bị nhiễm lao tiềm ẩn chuyển sang cái giai đoạn bị bệnh lao thì đối với lao phổi là cái lao rất là phổ biến, thì triệu chứng rất là điển hình đó là ho, ho kéo dài, thậm chí có thể kéo dài trên 2 tuần, hoặc là ho ra máu, rồi người đó sẽ bị sụt cân mà không thể lý giải được vì nguyên nhân gì, không phải do ăn kiêng nhé, mà là tự nhiên sụt cân, hoặc là bị toát mồ hôi về ban đêm. Thì đấy là những triệu chứng rất điển hình của lao phổi. Thế còn đối với các cái lao khác, ví dụ như lao hạch, thì người đó có thể thấy là mọc rất là nhiều các cái hạch ở dọc cổ như thế này, không phải là một mà là nhiều hạch, và những cái hạch này nó to dần lên, nó mềm dần và thậm chí nó có thể chảy mủ ra bên ngoài. Hoặc những cái lao về tổn thương lao cột sống hay lao màng não thì sẽ thấy có tổn thương, có khó khăn về vận động hoặc là về nói. Thì tùy lao ở vị trí nào thì mình sẽ thấy các cái triệu chứng ở vị trí đó, nhưng mà lao phổi là phổ biến nhất. Lao phổi là căn bệnh nguy hiểm nhưng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện kịp thời và bệnh nhân đảm bảo tuân thủ theo những hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Thông thường sau vài tuần uống thuốc, người bệnh sẽ cảm thấy cơ thể khỏe hơn, ăn ngon hơn và các triệu chứng cũng dần thuyên giảm. Tuy nhiên, điều trị lao phổi là một quá trình dài, người bệnh không được tự ý bỏ thuốc, cần duy trì theo đúng liệu trình điều trị. Nếu bỏ dở, có thể gây ra tình trạng kháng thuốc, từ đó vi khuẩn phát triển mạnh mẽ hơn. Lúc này, việc điều trị rất khó khăn, phức tạp và gần như không đạt hiệu quả. Tùy vào từng trường hợp bệnh và mức độ bệnh mà thời gian sử dụng thuốc có thể kéo dài từ 6 đến 8 tháng. Và để giúp cho bệnh nhân có thể được điều trị và tuân thủ phác đồ điều trị và điều trị hiệu quả, thì điều quan trọng nhất là người trong gia đình mình phải động viên bệnh nhân, đặc biệt là giai đoạn đầu, trong vòng 2-3 tuần đầu uống thuốc là rất mệt mỏi. Thứ hai là cố gắng thể hiện được cái tình yêu thương của mình với họ, kể cả họ bị mắc một cái bệnh có thể lây nhiễm. Họ rất là cảm thấy buồn, họ cảm thấy tội lỗi vì có thể họ lây bệnh cho người trong gia đình. Cho nên mình phải thể hiện được tình cảm yêu thương đùm bọc họ. Và nhưng mà mình cũng phải bảo vệ bản thân. Bảo vệ như thế nào ạ? Với những người mà bị bệnh lao mà khi xét nghiệm đờm dương tính ấy, thì mình cần phải cách ly. Người chăm sóc phải đeo khẩu trang, bệnh nhân cũng phải đeo khẩu trang. Và sau một thời gian uống thuốc với lao nhạy cảm với thuốc thì thường là 2 tuần thôi. Uống 2 tuần là bệnh nhân sẽ không lây nữa, thì lúc đấy mình không còn lo lắng. Còn với lao kháng thuốc thì phải chờ vào cái kết quả xét nghiệm đờm xem là âm tính hay là dương tính. Và điểm nữa là mình cần phải động viên bệnh nhân lao ăn uống hợp lý, khoa học và đầy đủ. Và tốt nhất là đừng có uống thuốc lá, thuốc bắc, thuốc nam mà không rõ nguồn gốc, bởi vì có thể dẫn đến suy gan hoặc là tổn thương gan, trong khi gan của bệnh nhân lao đã phải cố gắng gồng lên để gánh cái số lượng kháng sinh mà họ phải uống rồi. Và đồng thời là cũng hướng dẫn bệnh nhân lao tập thể dục nhẹ nhàng, và mình có thể tập thở nữa, đặc biệt là những người bị lao phổi khi đã qua cái giai đoạn điều trị tấn công. Ở giai đoạn điều trị duy trì thì mình cần tập thở để cho phổi nó phục hồi chức năng hô hấp.